độc lập tự do hạnh phúc, Ủy ban nhân dân huyện Đồng Nai phòng vi phạm rằng biên bản về cá nhân vi phạm không nhận quyết định xử phạt vi phạm chính. Hôm nay ngày 25/9/2019, nhà ông Imet, tại nhà ông Imet Buôn Cờ Rông, đường Nơ Chăng Cư, thị trấn tổ dân phố Buôn Chấp, thị trấn Buôn Chấp, huyện Cờ Rông, tỉnh Đắk Lắk, chúng tôi gồm có người ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Một là ông Trịnh Vũ Quang, chức vụ là phó trưởng phòng kinh tế và tầng. Hai là với sự chứng kiến của đại diện chính quyền địa phương là ông Trịnh Thành Đô, là chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Buôn Chấp. Hai là Đỗ Đình Miền, tổ trưởng tổ dân phố thị trấn tổ dân phố Buôn Chấp. Ba là Izem Eban, tổ phó tổ dân phố tổ dân phố Buôn Chấp. Tiến hành lập biên bản làm việc vi phạm có tên sau đây, cố tình không nhận quyết định xử phạt vi phạm chính. Họ có tên là ông Imet Buôn Cờ Rông Nam. Ngày tháng năm sinh là ngày 6/10/1971, quốc tịch Việt Nam, nghề nghiệp là làm nông, nơi ở hiện nay là đường Nơ Chăng Cư, tổ dân phố Buôn Chấp, thị trấn Buôn Chấp, huyện Cờ Rông, tỉnh Đắk Lắk. Sổ chứng minh thư nhân dân là 24040509, cấp năm 1988, nơi cấp là công an tỉnh Đắk Lắk. Chức danh là chủ công trình xây dựng là ông Imet Buôn Cờ Rông. Vi phạm có tên tại quyết định xử phạt vi phạm hành chính là số 20 ngày 23/9/2019 của chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cờ Rông để chấp hành ông Imet Buôn Cờ Rông là cá nhân vi phạm, đại diện tổ chức cá nhân vi phạm cố tình không nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Biên bản này gồm là hai tờ, được lập thành hai bản, có nội dung và giá trị như nhau. Có đọc lại cho những người có tên trên cùng nghe, công nhận và đúng, và cùng ký tên dưới đây, giao cho ông Đỗ Đình Miền là đại diện tổ dân phố Buôn Chấp, chức vụ là tổ trưởng tổ dân phố Buôn Chấp. Là mời chỗ anh chị giùm em. Ký tên hết rồi nha bạn. Ký sang một bên đây.